Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel Hung Review đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại một số hỏi đáp mới ở trên kênh của mình nhá. Ok, trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì nếu anh em nào đang quan tâm về các dòng điện thoại, đặc biệt là bộ đôi siêu phẩm Galaxy Z Flip, Z Fold thì đừng quên tham khảo ngay tại cửa hàng OneWay Mobile thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhá. Đợt tháng 7 này thì đang nằm trong chương trình siêu sale hoành tráng nhất năm của OneWay Mobile, với hơn 100 sản phẩm công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá, cao nhất lên đến là 6 triệu đồng. Ngoài ra cũng sẽ có chương trình là thu cũ đổi mới dành cho anh em nào mà muốn gọi là thu cũ để lên đời đổi máy để cao hơn luôn. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Câu hỏi của chúng ta đến từ bạn có tên là Nguyễn Phúc Thọ. Từ Xiaomi 13 Ultra chuyển sang iPhone 15 Plus được gì và mất gì về bạn? Nhu cầu là máy chính, thông báo công việc, chụp ảnh, quay phim sản phẩm và có chơi PUBG HDR 60fps. Với câu hỏi của bạn Phúc ấy, thì nếu mà từ 13 Ultra qua 15 Plus được nhiều hơn mất. Thứ nhất, với con Xiaomi 13 Ultra mình đã từng dùng nha. Mình đã mua nó được khoảng tầm 3 tháng và sau đó mình phải bán đi. Tại vì cơ bản mình thấy rằng là với dòng điện thoại nội địa thì nó không hợp lý với cái nhu cầu sử dụng của mình lắm. Thế nên là mình đã cho tàu lượn sau khoảng tầm 2 tháng mấy, 3 tháng sử dụng. Còn với iPhone 15 Plus ấy, thì bản chất nó là iPhone mà. Và anh em cũng đã quá hiểu và đã quá rõ những gì iPhone có thể làm được rồi. Nếu mà so kèo Xiaomi 13 Ultra với lại iPhone 15 Plus ấy, thì mình nghĩ rằng là cái mất đầu tiên đó là mất về khoản màn hình. Màn hình của iPhone 15 Plus mình đánh giá là nó đẹp và nó thật màu. Đấy, nhưng mà 15 Plus nó lại không có màn hình tần số quét cao. Đấy, trên Xiaomi 13 Ultra thì nó lại có thừa hai cái là thừa về độ nét và thừa về tần số quét cao luôn. Khi mà con này sẽ có độ phân giải là 2K và tần số quét của nó cũng sẽ là 120Hz, nên là anh em dùng anh em sẽ cảm thấy nó sẽ mượt hơn, nó sẽ sướng hơn. Đấy, nhưng mà cái màn hình 2K thì nó không phải thành vấn đề lớn, mà cái vấn đề lớn ở đây ấy, là cái tần số quét 120Hz. Nếu mà các bạn đã dùng quen, dùng sướng cái tần số quét 120Hz rồi thì các bạn gọi là sao nhỉ? Khi mà mình đang dùng 120Hz ở trên con 15 Pro Max quen rồi, mình chuyển xuống 13 một cái, gần như là mình thấy con máy nó bị lác lác kiểu gì á. Chứ là những ai cần nó cảm giác nó slow motion, nó chạy chậm hơn bình thường. Nhưng đó là chỉ những cái mà chúng ta mới sử dụng, chúng ta mới cảm nhận như thế thôi. Chứ còn nếu mà bạn dùng quen khoảng tầm 1-2 tuần thì thấy là cỏ lúa nó cũng xem nhau, nó không khác biệt gì quá nhiều cả. Đây, đấy là cái điểm mà bạn cần phải cân nhắc. Và cái điểm thứ hai đó là sạc nhanh. Con Xiaomi 13 Ultra nó có sạc nhanh tận là 90W và thời gian sạc đầy của viên pin 13 Ultra là 5000 ấy, thì nó cũng chỉ mất đâu đó, đợt trước mình test thì như có 40 phút thì phải. Đấy, nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Trong khi thời gian sạc đầy viên pin của 15 Plus với lại cái tốc độ sạc của nó chỉ có 27W ấy, thì 15 Plus phải mất đâu đó khoảng tầm là 1 tiếng 45 phút đến là gần 2 tiếng thì mình đánh giá là các thời gian gọi là sạc pin của nó phải gọi là cao hơn gấp đôi, gấp 3 lần luôn. Nên là đó có thể là một cái cú sốc khi mà bạn chuyển từ Xiaomi qua 15 Plus. Còn lại những yếu tố được ấy thì mình đánh giá là nó sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn nha. Mình nói về phần camera, mình không nói là Xiaomi 13 Ultra nó chụp xấu. Mình cũng đã dùng 13 Ultra, mình đã dùng 14 Ultra rồi. Và có một điều mình nhận ra, đó là 13 Ultra, 14 Ultra hay tất cả những con điện thoại của Xiaomi mà gắn cái logo Leica vào thì nó đều có về vấn đề chụp ảnh. Đó là cái màu của nó lúc nào cũng sẽ chỉnh qua một cái tông nó ạt hơn. Cái màu ạt đấy mình đồng ý rằng là nếu anh em nào mà kiểu có gu chụp ảnh chút xíu, chúng ta có góc chụp ảnh nghệ thuật một chút xíu thì cho ra một cái bức ảnh nó rất là ạt và được đăng lên Facebook rất là nhiều group luôn. Nhưng mà cái đó không dành cho đa số, mà cái đó chỉ dành cho một thiểu số thôi, những người nào mà biết chụp thôi. Còn đại đa số anh em người dùng là chỉ cần sao ạ, màu nó thật, nhìn nó hình nó nét, nó đều và sáng thì nó phải gọi là sao nhỉ, nó cân đối. Còn ở trên Xiaomi thì đây, mọi người thấy không ạ, mình chụp bằng con 14 Ultra này, cái hôm mà gọi là sinh nhật của vợ mình ấy, chụp lên một cái nhá. Đấy, từ những cái ông ở ngoài thì nét, còn cái ông ở trong, đặc biệt là nhân vật chính thì mờ căm, nó bị gọi là hiệu ứng lens, là bị cái đốp nó mỏng quá nên là cái vùng nét nó ít. Nên là nếu mà cái trường hợp đấy nhá, mình chỉ cần giơ iPhone lên chụp thôi là đã thấy là nó khác biệt rồi. Nó sẽ thu hết toàn bộ nét luôn, đầy đủ các mặt đều là sáng đẹp hết. Thì đúng là camera của nó đẹp nhưng mà chỉ dành cho những người dùng đặc thù thôi. Và với con Xiaomi 13 Ultra ấy, thì mình đánh giá cao ở cái phần là camera tele và thuật toán dành cho anh em nào mà chuyên nghiệp chút xíu. Còn người dùng bình thường thì dùng con này nó hơi thừa. Còn với 15 Plus ấy, thì nó không phải là best, nó không phải là the best. Nó mà chỉ ở mức gọi là khá thôi. Nhưng mà được một cái là nó tun cái màu, những cái chất màu mà Apple làm trước giờ nó làm rất là tự nhiên, gọi là cái màu sắc của nó tự nhiên nhất và thật nhất so với là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Nên là nếu mà bạn nào mà kiểu cần một cái máy chính mà chụp ảnh sản phẩm, hoặc là chúng ta cần một cái máy mà chụp nó chuẩn màu ấy, thì 15 hoặc là iPhone là một cái lựa chọn hợp lý hơn. Đó, và đặc biệt là về khả năng quay video
Xiaomi 13 Ultra chụp tốt nhưng mà quay khá kém. Đặc biệt là quay tối rất noi, nhưng mà với iPhone 15 Plus thì khác, quay chụp nó đều là mức là ổn khá trở lên. Đó nên là chuyển qua thì mình nghĩ rằng là về phần camera bạn sẽ không thấy thiệt đâu. Còn về cái việc thông báo thì chắc chắn là trên iPhone nó không có chuyện trễ thông báo rồi. Còn trên 13 Ultra thì sẽ tùy ROM có áp qua bản quốc tế hay không. Đó, phần mềm chắc chắn là trên Xiaomi nó sẽ không ổn định bằng. Nếu mà con vừa từ bản ROM gốc qua phiên bản quốc tế thì cũng sẽ có vấn đề. Ví dụ như là những cái app quốc tế có thể là không sử dụng được. Một số app mà liên quan đến phần bảo mật, chúng ta unlock bootloader rồi chúng ta sẽ không dùng được chẳng hạn. Thế nên là 15 sẽ là một cái lựa chọn an tâm hơn, an toàn hơn ở cái yếu tố là thông báo công việc, sử dụng công việc lâu dài. Còn về chơi PUBG HDR 60fps thì mình nói thật là trên iPhone chỉ cần dán một con sò lạnh thôi là nó gọi là việc cực kỳ ngon ngay. Hoặc là anh em chỉ cần chơi game trước quạt, chơi game trước điều hòa thì nói thật là 13 Ultra chưa chắc đã chơi game mượt bằng 15 Plus nhé. Có chăng là 15 Plus nó sẽ không chơi được 90fps, nó không chơi được 120fps. Tại vì giới hạn phần cứng của nó chỉ làm ở 60 mà thôi, 60 tần số quét thôi thì làm sao mà chơi được 90, làm sao chơi được 120. Đó là một cái vấn đề. Và mình nghĩ là nếu mà anh em đã chơi quen 60 thì 60 cũng đã đủ rồi. Đấy, nói chung là với 15 Plus ấy, kể cả về thời lượng pin thì nó chỉ thua về khoản sạc. Còn về phần pin nó cũng trâu hơn nữa. Pin của 15 Plus trên thông số chỉ là 4383 nhưng mà nó trâu hơn con 13 Ultra ít nhất là 20%. Tức là 13 Ultra dùng được khoảng tầm 6-7 tiếng đúng không? Thì 15 Plus nó phải dùng được khoảng tầm từ 8 đến 13 tiếng tùy tác vụ. Anh em nào dùng 15 Plus vào xác nhận giúp mình cái ạ. Không mấy ông gọi là bảo rằng là mình lại dìm Xiaomi các thứ. Cái này là sự thật nha. Tại vì iPhone nó tối hóa pin cực kỳ tốt anh em à. Rồi, nói chung á là với 15 Plus ấy, được là gì ạ? Chúng ta phục vụ cho công việc tốt hơn, quay chụp chất lượng hình ảnh của nó không phải là tốt nhất nhưng nó thật và quay phim ngon. Đấy, thời lượng pin trâu và đặc biệt là linh kiện thay thế sau này rất dễ dàng, còn với 13 Ultra thì hiếm nha. Rồi, ok, và mình nghĩ là bạn chuyển qua từ 13 Ultra sang 15 Plus là một cái lựa chọn hợp lý. Và nếu mà bạn thực sự có nhu cầu thì có thể là nên cân nhắc chuyển. Còn không thì 13 Ultra mình nghĩ rằng là chúng ta cũng chỉ cần gọi là tấu hóa, chúng ta chỉ cần học hỏi thêm là có thể chụp ảnh và cũng gọi là tương đối phục vụ được nhu cầu rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Quang Ông Hinh. Mình không biết là đọc sao cho nó đúng. Tầm 5-6 triệu có con Android nào chụp đẹp, không cần hiệu năng, không cần tần số quét cao, chỉ cần trải nghiệm người dùng tốt với không trễ thông báo. Em chỉ chụp và quay phim thôi ạ, chủ yếu chụp ảnh, càng đẹp càng tốt, pin trâu càng tốt, máy cũ cũng được ạ. Em cảm ơn. Nếu mà với yêu cầu của bạn thì chỉ có 2 con thôi nha, 2 con thôi, không hơn. Đó là không, thực ra là 3 con. Đó là bạn có thể mua con Pixel 6. Con Pixel 6 bây giờ mình thấy là giá giao dịch người dùng nó đang rơi vào khoảng tầm loanh quanh hơn 5 triệu. Còn nếu mà bạn mua cửa hàng thì mức giá nó khoảng tầm là 6 triệu. Đấy, thì nói chung con Pixel 6 là một cái lựa chọn rất hợp lý nếu như bạn đang cần một cái con điện thoại có camera đẹp. Tại vì rõ ràng là Pixel 6, một con điện thoại của nhà Google, thì về cái phần camera anh em không cần phải lăn tăn, thuật toán Google can thiệp vào cực kỳ sâu. Và có thể nói là trong phân khúc giá tầm 5-6 thì cái camera của Pixel 6 nó là vô địch rồi. Đó. Và về phần mềm thì con này tấu hóa cho người dùng rất tốt, nó rất là mượt, cực kỳ mượt luôn đấy các bạn ạ. À, thời lượng pin thì con này không phải là quá trâu nhưng mà mình nghĩ là vẫn đủ ổn cho bạn. Đấy, nhu cầu sử dụng 1-2 năm hoặc là chụp ảnh, quay phim nhẹ nhàng, không trễ thông báo, phần mềm làm ngon thì con Pixel 6 này nó làm khá tốt. Có một lựa chọn thứ hai có thể là rủi ro hơn, đó là con S20 Ultra. S20 Ultra thì nó hơn Pixel 6 nha, hơn nhiều luôn đấy. Tại vì S20 Ultra mức giá bây giờ nó cao hơn Pixel 6. Em gọi là Pixel 6 bây giờ anh em mua được khoảng tầm là 5-6 triệu là mua được đúng không? Còn S20 Ultra thì nó sẽ rơi vào tầm từ 6 đến hơn 7 triệu tùy hình thức máy. Thì với S20 Ultra, cụm camera của nó rất khủng. Các bạn sẽ có camera chính độ phân giải 108 chấm, có khả năng chứng rung quang học ở cả cam chính, cam tele và kể cả là zoom tàu ngầm luôn. Nên là về chất lượng hình ảnh này, khả năng quay phim của con S20 Ultra thì nếu mà anh em kể cả so với máy mới bây giờ, ví dụ anh em so với mấy con Xiaomi K70e, Turbo 3 các thứ á, S20 Ultra vẫn cứ phải gọi là ao trình. Nhưng mà cái điểm rủi ro của S20 Ultra đó là cái màn hình của nó dễ sọc, có tỷ lệ sọc cao. Đó, và phần cứng của nó cũng gọi là mức bình thường, nó không phải quá mạnh. Pin thì cũng chai rồi, tại vì con này ra mắt đâu đó khoảng tầm là 4-5 thế hệ rồi mà anh em. Đó nên là anh em cũng không thể nào yêu cầu quá nhiều được. Nói chung á, là với S20 Ultra sẽ là một con máy nó ngon dành cho phần chụp, quay, trải nghiệm người dùng. Đấy, cũng như là nó có một cái màn hình rất đẹp. Chứ còn nếu mà anh em thiên về cái yếu tố là lành tính ấy, thì chưa nha. Còn thêm một cái lựa chọn nữa anh em cũng có thể cân nhắc, đó là con Xiaomi 12S Pro. Xiaomi 12S Pro là cái con có cảm biến của Leica. Thì với cái con Xiaomi 12S Pro anh em có thể mua hàng line new tầm giá khoảng tầm trên 6 là mua được nha. Thì con này phần camera của nó mình đánh giá cũng tốt. Tại vì con này có cụm camera là 3 camera
50 megapixel, có cả cam chính, cam tele và cam góc rộng luôn. Rồi nó cũng sẽ được can thiệp hình ảnh bởi Leica nữa, nên là nhìn màu nó sẽ nghệ hơn. Nếu bạn thích về khoản chụp hình mà đặc biệt là có gu một chút xíu rồi thì con này hợp lý nhá. Màn hình thì cũng đẹp, tần số quét cao, độ phân giải 2K, rồi hiệu năng thì cũng là 8 Plus Gen 1, cũng khá ngon trong thời điểm hiện tại. Pin thì là 4600, có sạc 120W. Nhưng mà nói chung là con này thì thứ nhất là bạn làm ơn kiểm tra giúp mình xem hình thức máy có phải là hàng demo hay không. Đó, là hàng demo mà rẻ thì không sao, còn mà anh em mua hàng demo với giá một con máy bình thường thì hơi chát đấy. Đó, và thứ hai là với con này thì khi anh em mua, anh em nhớ để ý là hỏi có phụ kiện hay không, tại vì củ sạc 120W của nó thì mặn lắm. Rồi, đó là ba con máy mà mình nghĩ rằng rất hợp lý. Còn câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Úc Ngô 6893. Anh ơi, cho em hỏi vẫn tầm giá là 5-6 luôn, đó là có con Android nào cũ mới có cái latency input, độ trễ chạm chơi game ngang iPhone không nhỉ? Thực ra ấy, cái vấn đề của cái low latency gọi là input ấy, nó không phải đến từ cái độ trễ chạm. Tại vì mọi người thấy này, những cái con điện thoại Android bây giờ nhé, ví dụ như là Xiaomi, rồi là OnePlus, rồi là Realme, EQ các thứ, trong cái sự kiện ra mắt có cái spec về cái tần số chạm, cái tần số độ trễ chạm cũng rất là khủng, có thể lên đến là 1920 Hz. Cái tần số chạm tức là một giây nó có thể thu được 1920 Hz, nhưng mà trên iPhone nó chỉ có khoảng tầm 240 thôi, chứ mình thấy chưa lên 360 đâu nha. Nhưng mà trên iPhone anh em cảm thấy là nó vẫn mượt hơn, đúng không? Không phải vấn đề đến từ tần số chạm đâu anh em ạ. Một phần thôi, nó chỉ là một phần thôi, tại vì trên iPhone nó tấu hóa về cái phần yếu tố là phần cứng, phần mềm ngon hơn, nên là khi mà chúng ta trải nghiệm, các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái trải nghiệm rất đồng nhất, nó khá mượt và trơn tru. Đấy, nó không liên quan đến yếu tố tần số chạm nhiều, mà tần số chạm đóng góp khoảng tầm 30% thôi, mà chủ yếu là do yếu tố là về phần mềm. Ở trên Android thì khác, cho dù tần số chạm bây giờ có thể lên đến là 5000 mấy trăm Hz rồi, nó vẫn không thể nào mà tấu hóa được ngon như iPhone. Đấy, có một vài thương hiệu mà mình nghĩ là tấu hóa cái phần tần số chạm khá là tốt, như là Honor Magic 6 Pro là trước mình dùng là rất sướng luôn, nhưng mà nó vẫn thua iPhone một chút xíu anh em ạ. Hay kể cả là mấy cái con điện thoại chạy Origin OS như kiểu con Vivo X100S của mình đánh giá là nó cũng có cái độ nhạy khá cao, nhưng mà nó vẫn dưới trình iPhone một chút xíu. Đó, nói chung là nó sẽ thiên về cái phần là sự tối ưu hơn. Chứ còn mấy con điện thoại 5-6 triệu bây giờ thì tần số chạm của nó lên ngút trời rồi, cả nghìn hẹt rồi. Ví dụ như là bạn check spec của con K70e rồi Turbo 2, Turbo 3 coi. Đó, độ trễ input latency và cả là tần số chạm của nó rất là cao nha. Rồi, bạn Hoàng15T06 có hỏi mình là kinh phí của em tầm 6 triệu đổ lại, mỗi một con điện thoại để chơi các tựa game như là Genshin, King, Call of Duty ở mức setting ổn thôi, không biết là nên mua máy nào. Mà anh gợi ý ở ngay cái phần mô tả của những video hỏi đáp thì mình thường mình đã để cho anh em cái link mua hàng của các sản phẩm sách tay chính hãng ở trong tầm giá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi. Thế anh em có thể là vào ở ngay phần mô tả để kiểm tra luôn. Rồi anh em phải check spec của từng con, check cấu hình của từng con để xem đâu là con hợp lý. Chứ còn mà để gợi ý thì mình nói thật là có rất là nhiều mà không thể nào mà gợi ý đúng cái mà anh em cần được. Ví dụ một số anh em cần là gì ạ? Cần pin trâu. Một số anh em thì chỉ cần hiệu năng, một số anh em thì chẳng cần hiệu năng, chẳng cần pin trâu mà cần màn hình đẹp, rồi cần camera ngon là được. Thế nên là rất khó. Đó, còn nếu mà bạn ở đây bạn chỉ cần chơi game thôi thì bạn có thể mua con Redmi Turbo 3 áp phiên bản RAW quốc tế thì nó sẽ tấu hóa cái phần hiệu năng game tốt hơn, hoặc là bạn có thể mua con K70e. Hai cái con này nó rất là hợp lý ở trong tầm tiền 6 triệu rồi. Còn nếu mà cố thêm một chút xíu nữa thì có thể căn sale và mua cái con EQ Z9 Turbo. Mình đánh giá con EQ Z9 Turbo là tấu ưu nhất cho cái nhu cầu chơi game. Đợt trước mình có tay game con EQ Z9 Turbo ấy, nó chơi Genshin Impact max setting 60fps, mẹ nó mượt vãi cả trưởng luôn. Thậm chí là nhiều khi mình thấy con mượt hơn cả 8 Gen 3. Ok nhá. Bạn Trúc Minh Trần ấy hỏi mình là: anh ơi, cho em hỏi giữa EQ Z9 Turbo và OnePlus A3V con nào hoàn toàn diện hơn? Giữa con hệ đoàn ColorOS và OriginOS con nào tốt hơn? Với câu hỏi của bạn ấy thì mình nói luôn là con EQ Z9 Turbo với cả là con OnePlus A3V thì cá nhân mình thích con OnePlus hơn. Tại vì khả năng hoàn thiện sản phẩm của OnePlus ngon hơn so với EQ. EQ cảm giác nó làm hơi bị rẻ một chút xíu, tức là mặt lưng của nó các thứ là phun nhựa, nó có cảm giác nó không được sướng tay, nó không được cao cấp lắm. Còn OnePlus A3V thì nó build hoàn thiện ngon hơn, nó làm từ chất liệu là kính nên là cảm giác cầm chạm sướng hơn. Đó, và đặc biệt là với con OnePlus thì về nói chung là nó hoàn thiện bên ngoài, nó sẽ chỉnh chu hơn. Phần mềm thì nếu mà nói về phần mềm ColorOS và Origin thì mình đánh giá là hiện tại đang là một điểm cộng cho Origin, tại vì ColorOS nó vẫn có bị trễ thông báo nhẹ nha. Còn Origin thì là hiện tại nó tấu hóa cho quốc tế khá tốt. Anh em chỉ cần làm theo cái video hôm nọ mà mình hướng dẫn ấy là đã fit được 99% tỷ lệ trễ thông báo rồi. Còn nói về cái việc là cấu hình thì con Snapdragon 7 Plus Gen 3 và 8S Gen 2 thì mình thấy nó
cứ ngang cơ nhau kiểu gì ấy. Như kiểu là cả hai con đều đạt được khoảng tầm loanh quanh 1.500.000, 1.600.000 điểm. Nói chung là mình không thấy sự khác biệt nhau quá nhiều ở hai con chip này. Và cái sự tối hóa của Origin và ColorOS về phần hiệu năng thì đánh giá là khá là tốt, nên là hai con chip này đều có thể đáp ứng cái nhu cầu của bạn khá là ngon. Còn OnePlus ấy, thì mình đánh giá là nó tối hóa kiểu anh em nhìn cái giao diện nó nhìn nó sướng hơn ấy. Với cả là con OnePlus nó sẽ sạc nhanh hơn một chút xíu khi mà anh em sẽ có pin 5000 và sạc 100W, còn con kia chỉ có pin 6000 và sạc 80W mà thôi. Nói chung là kèo này thì mình lại thiên về con OnePlus hơn anh em ạ, tại vì cái thương hiệu OnePlus thì tạo được cái thiện cảm cho mình. Đó, hoàn thiện sản phẩm ngon hơn và cảm giác nó cao cấp hơn ấy, nghĩa là nó cao cấp hơn một level á. Đó, và hiệu năng thì mình thấy cũng xem. Về phần pin thì chúng ta đánh đổi một trong hai là được. Về phần camera thì cái con OnePlus A3V mình nghĩ rằng nó sẽ nhỉnh hơn nha. Thì đó là những cái chia sẻ của mình thôi. Còn thực tế thì anh em có thể là ra cửa hàng nào bán cả hai con anh em trải nghiệm một lúc cho nó ngon. Gọi là sao nhỉ? Anh em có thể là quyết định dễ dàng hơn. Và câu hỏi tiếp theo đến các bạn tên là Nguyễn Văn Huy 8858. Chào anh, em đang phân vân giữa Tecno Camon 30 với là Tecno Pova 6, nên chọn con nào ạ? Nhu cầu chơi liên quân lâu dài, xem phim, mong anh tư vấn. Thực ra cả hai con đấy mà nhu cầu mà chơi liên quân lâu dài với cả xem phim ấy thì nó đều có một cái trải nghiệm y xỉ đúc như nhau. Thế tại sao mà có một cái gọi là cái vô lý như thế? Thì nói thật với mọi người nha, con Tecno Pova 6 và con Camon nó dùng chung quá nhiều linh kiện. Thật. Con Tecno Pova 6 và con Camon 30 nó dùng chung quá nhiều linh kiện. Cái linh kiện dùng chung đầu tiên ấy, đó là về cái khoản màn hình. Con Camon 30 và con Tecno Pova 6 gần như là chúng ta sẽ có một cái màn hình y xì đúc như nhau, không khác một chút xíu nào luôn ấy. Đấy, từ kích thước là 6.78 này, độ phân giải cũng là Full HD này. Đấy, mật độ điểm ảnh hay kể cả là về cái phần tỷ lệ của màn hình ấy thì cũng xem nhau. Rồi là tới hiệu năng thì cũng là G99 Ultimate, cũng là cái phiên bản RAM 8, rồi 256, cũng là cái công nghệ bộ nhớ UFS 2.2, đấy có khác gì đâu. À, cái con Camon ấy thì nó được cái là camera của nó sẽ nhỉnh hơn khi có khả năng chống rung quang học. Còn con Pova 6 thì hình như là không. Đấy, và vì cả là về phần camera selfie thì con Camon nó cũng sẽ nhỉnh một chút xíu. Về cái phần pin và sạc nhanh thì cả hai con nó gần như xem. Một con là pin 6000 sạc 70W, một con pin 5000. Đương nhiên con 6000 sẽ nặng hơn rồi, nên là nhiều khi mà chúng ta không cần thiết phải là pin 6000 đâu. Tại vì pin 6000 thì mình ví dụ nhé, con Camon nó nặng khoảng tầm 185g thôi, thì cái con Pova 6 nó phải nặng tầm là 200g kiểu thế. Tại vì dung lượng pin cao hơn thì chắc chắn là trọng lượng của nó sẽ nặng hơn. Đấy, nói chung là hai kèo này thì nó gần như ngang cơ. Về khoản là chơi game và xem phim thì y xì đúc luôn rồi. Đó, có chăng là bạn có cần thêm cái camera nó đẹp hơn, có khả năng chống rung quang học thì chọn Camon. Còn nếu mà Pova 6 nó rẻ hơn khoảng tầm 500.000, 700.000 ấy, thì mua Pova 6 nha. Ok, đó là tất cả những câu hỏi có số hỏi đáp lần này của mình. Anh em nghĩ sao về những câu trả lời? Sai chỗ nào, chưa đúng chỗ nào thì đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em.